Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 2024, chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 2. Ngày nào mình cũng nhắc nhở phải quyết tâm quyết chí niệm Phật quý vị. Dù có khổ đau gì, phương pháp hay nhất là nhớ Phật ban khổ, nhớ Phật hết khổ, lễ Phật khỏe mạnh. Nhớ kỹ, trong chùa mình nhiều cụ già nhưng khỏe là từ đâu? Niệm Phật lễ Phật mà khỏe, niệm Phật lễ Phật mà vui. Vì sao những đức sẽ làm những chương trình cho quý vị? Quý vị sẽ thấy cực kỳ đặc biệt. Thì khắp nơi nơi người già coi để mà nhận thức, thấy được người niệm Phật, người già niệm Phật khỏe mạnh như thế nào. Đó là phương pháp gì? Người già trong chùa mình rất đông, và người già rất tỉnh táo, người già rất khỏe. Về sau những đức không nói chuyện Phật pháp nhiều nữa, mà những đức để cho các cụ già mới bảo khuyên về niệm Phật. Những đức chỉ có hỏi sự lợi ích của niệm Phật, các cụ sẽ nói cho vị nghe. Số lượng người già đông như vậy, mỗi ngày những đức đều làm những đoạn ký sự vì người già niệm Phật lợi ích cho người già khắp nơi chưa đi đến đây được được coi. Người già sẽ nói sự lợi ích của họ khi vào chùa niệm Phật lễ Phật, họ vui như thế nào, họ an lạc như thế nào. Quý vị ở nhà, quý vị niệm Phật, học theo người già này để niệm Phật. Không phải những đức nói nữa mà để cho người già này được lợi ích dù cuộc pháp tu để nói cho vị nghe. Ông già và cụ già đem phổ môn tịnh độ giới thiệu cho quý vị. Những đức đã nói nhiều rồi. Bây giờ những đức để cho người già mỗi điểm đầu tràng, mỗi ngày dù như một hai bà cụ hỏi bà cụ vô đây tu tập, bà cụ niệm Phật lễ Phật được lợi ích không, bà cụ được vui không, bà nói đi. Quý vị coi nó còn xác thực hơn nữa. Vì những đức nói một mình nói hoài, đến lúc cho các cụ nói đó. Xong cái cụ nói xong thì các cụ được lợi ích của niệm Phật lễ Phật đó. Người ta coi, người già được coi, người già được coi, ô bà cụ già này tuổi lớn hơn tuổi mình mà bảo khỏe như vậy, như vậy mình phải niệm Phật lễ Phật thế bà già này, xác thực. Còn ông thầy nói, có khi ông thầy nói còn trẻ mà bây giờ đến lúc thực hành bà cụ già này, bà niệm Phật lễ Phật, bà nói vài câu được sự lợi ích của niệm Phật lễ Phật cho bị nghe. Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần nghĩ thiện pháp thì trong đầu chúng ta sẽ nghĩ rất nhiều thứ việc mong rằng lợi ích cho chúng sanh, chỉ cần mình có cái tâm đó. Cuộc đời những đức mừng nhất trong cuộc đời mình, dù mình chưa làm việc thiện nhưng mình đã nghĩ việc thiện, mình chưa làm việc lợi ích đó mình cũng nghĩ việc lợi ích đó cho người ta. Chỉ cần chân thật nghĩ những việc lợi ích cho chúng sanh thì tâm mình vui lắm quý vị, cực kỳ vui. Việc thiện quý vị đã nghĩ, nếu như quý vị chưa đủ duyên, có người ngăn lại không làm được, thì việc thiện quý vị đã nghĩ rồi, cũng như việc đó quý vị đã làm xong rồi. Vì quý vị đã nghĩ việc thiện để làm thiện cho người khác. Chúng ta chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu, ngăn việc thiện. Từ nơi đó chúng ta cứ thường nghĩ thiện pháp, niệm Phật nghĩ thiện pháp, nghĩ lợi ích cho chúng sanh nghĩ thiện pháp. Nghĩ thiện pháp có thượng chúng hạ. Thượng thượng là niệm Phật cầu sanh cực lạc, chung là đem Phật pháp giới thiệu, hạ là tất cả những việc thiện chúng ta giúp cho người cơm ăn áo bận, giúp cho người cuộc sống này kia. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta thường phải nghĩ thiện pháp, thường phải nghĩ thiện pháp. Những gì những đức tâm sự với quý vị là những gì trong tâm trạng như thế, rất là vui, rất là an lạc, thấy rằng Phật pháp hay thiệt. Có người của mình ai cũng có cái ngã, và ai cũng có cái tâm kiêu ngạo ngã mạn rất lớn. Chỉ cần ai nói động mình một câu gì
tổn thương đến mình một chút là mình đã rất tức tối và rất bực bội. Có khi ngoài đời một lời nói xúc phạm có thể đi đến cái chết. Quý vị thấy có những con người ngoài đời mình chỉ cần nhìn họ, họ đã muốn cầm dao họ giựt mình, họ chém. Quý vị thấy người tu hành của mình, quý vị thấy quá đặc biệt không? Hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại, thì quý vị thấy Phật pháp hay cỡ nào, quý vị thấy cái giáo pháp hay cỡ nào. Nên cái giáo pháp của Phật mà lan tỏa rộng thì mỗi một quốc gia đều rất tốt. Vì cái người học đạo thật sự tin nhân quả, người ta sẽ không bao giờ thích chống trái, tại vì người ta tin nhân quả. Cuộc đời con người mấy mươi năm ngắn ngủi đều đi qua quý vị à, đều đi qua mấy mươi năm ngắn ngủi thôi. Phải làm một cái gì đó đến những đức thường đọc bài kệ, cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng hóa hư không, phải không quý vị? Vì có lịch sử từng đời đã đi qua, dù là được hay mất gì bỗng hóa hư không, phải không? Nhưng Đức bây giờ nghĩ đến cái việc tượng Phật như Đức gỡ cho quý vị luôn. Người ở phương xa không đến được, nhưng Đức sẽ gỡ tượng Phật cho quý vị. Người đi đến đây được gần gần thành phố Vũng Tàu, Đồng Nai đến được thì cứ lại đây thỉnh. Còn người ở phương xa miền ngoài, vùng ngoài đâu, nhưng Đức sẽ gỡ tượng Phật cho quý vị ở vùng ngoài, vùng miền Bắc đâu, miền Tây phương xa không đi đến đây được, nhưng Đức sẽ gỡ tượng Phật quý vị. Mỗi một bộ tượng Phật những Đức có đèn bông sen, những Đức sẽ tặng người thêm một cái đèn bông sen. Để vì khi tôn tượng Phật lên, có một chiếc đèn bông sen, có điệu niệm Phật để bàn thờ, những Đức cầu nguyện cho gia đình quý vị được bình an. Tự nhiên trong lòng mình nghĩ điều này mình vui lắm quý vị à. Mình mừng, mừng khi mình có thắng người gặp Phật pháp, mừng khi mình nghĩ những việc lợi ích cho chúng sanh. Năm nay những Đức 43 tuổi, còn sức khỏe để tu tập cùng với quý vị, đưa lên những tờ khóa thứ bảy chủ nhật cho quý vị về để cộng tu, thật sự quý vị được lợi ích rất lớn và làm cho đạo tràng mình rất trang nghiêm. Con người sống trong cuộc đời ai cũng có cái sai và ai cũng có cái vấp ngã. Phật pháp dạy cái gì? Biết sai mà sửa. Biết sai mà sửa là điều đáng quý. Mình đừng bao giờ trách ai hết. Mình sai thì chúng ta sửa cho tốt. Con người trong cuộc đời này không ai mà không sai. Sai mà biết sửa mới là điều quý. Phật pháp dạy cái gì? Tu sửa. Chỉ có những con người không hiểu đạo, không có tâm tha thứ, không mở tâm lượng ra thì không cho người khác được sửa đổi lỗi lầm. Quý vị phải nhớ kỹ, cuộc đời sống ở cõi này, cái đúng và cái sai nơi nào cũng có. Không ai hoàn toàn toàn sai, cũng không ai hoàn toàn đúng. Quý vị phải nhận thức điều này. Bồ Tát còn một phẩm vô minh chưa phá mà. Không chỉ phàm phu như chúng ta làm gì không còn vô minh. Nên mỗi một người mình phải tu tập làm sao để cái ngã của người mình hạ xuống. Cái danh cái lợi nó rất phù du. Nó mới nói là ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng hóa hư không. Đó gọi là danh lợi. Được và mất, bại và thành, cuối cùng cũng là hư không. Chỉ có động lại mình một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc. Tại sao là học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc Phật? Vì nhắc mình phải quyết tâm quyết chí niệm Phật, đời này phải về cực lạc. Đây là điểm đặc biệt nhất mà chúng ta hướng thượng phải về. Mong dù tất cả Phật tử ở phương xa, dù ở nơi nào, cũng mong tịnh độ đến từng nhà quý vị.
Nhiều người niệm Phật, nhiều người sẽ sửa sai. Nhiều người niệm Phật, nhiều người sẽ có tâm Phật Bồ Tát. Cõi thế chúng ta nhiều tâm Phật Bồ Tát thì con người chúng ta sẽ giảm bớt đi kiếp nạn của cuộc đời. Không lẽ chúng ta muốn cuộc đời mình trở thành những con người hơn thua đấu đá với nhau, trở thành chiến trường máu đổ, con người trở thành tàn sát lẫn nhau, dùng sức mạnh, dùng lời lẽ để hủy diệt nhau sao? Không lẽ chúng ta muốn cho con cháu đời sau của mình phải tiếp nối theo những hành động đó sao quý vị? Nên Phật Pháp dạy chúng ta cái gì? Biết tha thứ cho nhau. Biết tha thứ cho nhau. Và biết nhìn lại chính mình để tự điều chỉnh. Ai là người biết nhìn lại mình thì người đó nhất định sẽ là tốt. Nếu ai chỉ biết nhìn trước mà không biết nhìn sau thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Đừng bao giờ luôn luôn nhìn phía trước mà không biết quan sát phía sau của mình như thế nào. Phía sau là mình đó quý vị. Phía trước là người đấy. Nếu lúc nào cũng đi nhìn người mà quên nhìn mình thì chúng ta hãy suy nghĩ lại. Sẽ một ngày chúng ta sẽ rất bị tác hại lớn. Những lời tâm sự này bằng cả tấm lòng, trong lòng những đứa càng phát thiện thêm, mong những việc lợi ích đến với tất cả quý vị Phật tử. Vì nghĩ cuộc đời mình sẽ mấy mươi năm ngắn ngủi đi qua, năm nay cũng 43 tuổi rồi, thọ mạng chừng nào mình sẽ chết ai biết được trong cuộc đời này. Chúng ta đừng bao giờ nói tới già mình mới chết. Có khi chúng ta sẽ chết bất tử mà chúng ta chưa chắc là mình già. Đã bao nhiêu con người trong cuộc đời này, cái chết đến là đến. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ bao nhiêu người già đó mình sẽ già như họ, chưa chắc. Hãy sống của ngày hôm nay và phải làm những việc tốt của ngày hôm nay, và hãy nghĩ những việc tốt của ngày hôm nay. Nên những đức thông báo lên cho tất cả những vị trưởng đoàn khắp nơi nữa, phát động chương trình tu tập, phát động chương trình tu tập lợi ích cho chúng sanh. Nhà nhà biết niệm Phật, gia đình có ngôi tam bảo. Quý vị nhớ mùa dịch, nếu gia đình mình có ngôi tam bảo, biết niệm Phật lễ Phật thì đúng là có điểm tương tự rất bình an. Nên chúng ta phát động chương trình niệm Phật lễ Phật, đây là một việc cực kỳ quan trọng. Như đức tin chắc Phật tử khắp nơi nơi rất mừng khi người thầy hướng dẫn mình, thầy có tâm huyết tu tập, dù gặp sự cố gì cũng không buồn trách hận thù gì ai cả. Hãy nhìn lại lỗi lầm của mình để điều chỉnh và sửa đổi. Người tu hành là gì? Nhìn lại mình để sửa đổi. Những gì người ta dạy mình, người ta nói mình là thầy mình để giúp mình tốt hơn. Đây là 100% những đức thấy rõ ràng. Nếu như mình bực mình tức là mình sẽ tiêu cực, mình sẽ mang tâm hận thù. Còn nếu như quý vị nghĩ là những việc gì càng tốt hơn thì quý vị sẽ thật sự cảm ơn người ta, vì người ta đã giúp mình càng tốt hơn. Nên lễ vía Quan Âm 18, 19 tháng 6 âm lịch là một lễ vía sẽ có một chương trình tu tập quý vị cực kỳ đặc biệt. Từ nơi đó những đức sẽ tính cho quý vị để về chùa tu tập làm sao một chiếc đi tu quý vị và những vị trưởng đoàn dẫn người đi tu cực kỳ lợi ích rất lớn. Sự lợi ích này là quý vị tu tập mới chuyển nghiệp, tu tập cực kỳ nghiêm túc, và thượng cũng vừa làm xong một cái nhà toan thiệt là to. Chúng ta có được một không gian bằng ngày cũng niệm Phật lễ Phật cực kỳ đặc biệt cho vị tu tập. Những đức vừa nghĩ những điều này trong lòng những đức vui lắm. Không biết những vị trưởng đoàn mà tất cả những người nghe qua công đoạn này có cảm giác chúng ta cùng rất vui quý vị. Cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Thịnh không tu tập, ngài nói cuộc đời ngài tu tập ngài gặp rất nhiều nạn. Mỗi lần một nạn đi qua là ngài vượt lên sự tu tập. Nên tâm cảm ơn thật sự, cảm ơn người. Chúng ta chưa cảm ơn người được sâu sắc là vì chúng ta chưa cảm giác được mỗi lần một lần có nạn là một lần tiến tu. Nếu như tiến tu thì thật sự cảm ơn, còn không tiến tu thì chúng ta sẽ mang tâm hận thù, thì mình là không phải người tu hành nữa. Đây là những điều chia sẻ. Những đức cầu nguyện tam bảo gia hộ
cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích khi nghe Phật pháp, đều tiếp nhận Phật pháp, tin nhân tin quả, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.